Xin chào tất cả các em học sinh. Rất vui khi được đồng hành cùng các em. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn dạy chi tiết cũng như là phát triển đề thi để tham khảo năm 2020. Chúng ta cùng nhau đến với nội dung của câu số 27, là một câu liên quan đến đường tìm cận. Chúng ta học hai cái đường tìm cận chính là tìm cận đứng và tìm cận ngang. Và thầy nhắc lại một chút về định nghĩa nhé. Nếu lim y khi x tiến tới số mà bằng cộng hoặc trừ vô cùng, được không? Thì suy ra x bằng số này là tìm cận đứng. Nếu lim y khi x tiến tới cộng hoặc trừ vô cùng mà bằng số thì y bằng số là tìm cận ngang. Rồi, định nghĩa như vậy thôi. Chúng ta cùng nhau đến với nội dung của câu 27. Tổng số đường tìm cận đứng và tìm cận ngang của đồ thị hàm số. Đầu tiên chúng ta cần tìm tập xác định trước nhé. Điều kiện nè. X bình trừ 1 khác. Khác 0. Rồi 153 tương đương x sẽ khác. Cộng trừ 1. Được không? X khác cộng trừ 1. Như vậy chúng ta còn tính lim y khi tiến tới cộng trừ vô cùng nè. Lim y khi tiến tới 1 cộng trừ 1 cộng. Được không? Rồi nhập cái hàm vô. Lim thì chúng ta nhập máy tính cho nhanh nha. Tôi nhập hàm vô được không? 5x bình trừ 4x trừ 1, x bình trừ 1, côn. Cộng vô cùng nhé, cộng vô cùng là côn 10 mũ 6. Ra là 4.999 chính là 5, được không? Như vậy chúng ta có đầu tiên nè. Lim y khi tiến tới cộng vô cùng thì sẽ bằng 5. Được không? Cứ bấm xong để rồi tính sau. Tiếp theo là trừ vô cùng nhé. Trừ 10 mũ 6. Cũng sẽ ra là 5, được không? Lim y khi tiến tới âm vô cùng, đây kết quả là 5. Chúng ta còn hai cái số còn tiến tới nữa là 1 và trừ 1 ha. Bây giờ sẽ bấm lim y khi tiến tới 1 cộng nè. Cool. 1 cộng là 1 cộng với 0.001. Ra kết quả là 3 ha. Lim y khi tiến tới 1 cộng là 3. Tiếp theo là lim y khi tiến tới trừ 1 cộng nhé. Côn trừ 1 cộng cho 0.0001. Ra âm vô cùng ha. Rồi quan sát nhé. Phải có một đầu là một số, một đầu là vô cùng nhé. Y bằng 5, x tiến tới vô cùng, nhận nè, y bằng 5. Y bằng 5, x tiến tới âm vô cùng, nhận nè. Như vậy vẫn là y bằng 5 nhé. Y bằng 3, x tiến tới 1, hai đầu là số không tính ha. Y tiến tới âm vô cùng, x tiến tới trừ 1, một đầu là vô cùng, một đầu là số. Như vậy có tất cả hai đường tìm cận là y bằng 5 và x bằng trừ 1. Có hai đường nhé. Câu C. Rồi ta làm một số bài tập tương tự để hiểu rõ hơn về lý thuyết bài này. Câu này nằm ở 27 ha, mức độ 5.4. 27 nhân 0.2 là 5.4 á. Muốn đạt được 5.4 thì bạn cần phải làm được câu này. Rồi, tương tự tổng số tìm cận đứng, tìm cận ngang. Đầu tiên tìm điều kiện trước. Một phân số xác định khi mẫu nó làm sao? Khác không? Được không? Tương đương. Rồi lấy máy tính bấm giúp thầy x khác. Cái mấy? 1, 5, 3. 1 bằng, trừ 4 bằng, 3 bằng. X khác 3 với x khác 1. Được không? Như vậy thầy còn tính lim. Lim y khi tiến tới cộng vô cùng nè. Lim y khi tiến tới trừ vô cùng nè. Được không? Rồi hai số 1 với số 3 này nhé. Lim y khi tiến tới 1 cộng nè.
Rồi lima khi x tiến tới 3 cộng nè, đấy. 4 cái lim. Rồi, còn có mấy đường tìm cộng nhé. Nhập nó vô là côn thôi. Đây nhập nó vô xong rồi nè. Bây giờ côn cộng vô cùng là 10 mũ 6 nhé. Ra kết quả là 1 ha. Trừ vô cùng nhé. Là trừ 10 mũ 6. Ra kết quả là 0.9999 cộng chính là 1 luôn. Được không? Bây giờ tới là 1 cộng với 3 cộng nhé. Cool. 1 cộng cho 0.0001. Ra kết quả là trừ 2. Cool. 3.0001. Ra kết quả là 6 gì đó là dương vô cùng. Kiểm tra phải cái một đầu là số, một đầu là vô cùng nha. Vô cùng số y bằng 1, vô cùng số y bằng 1. À, số số loại nha, cái này loại. À, số vô cùng x bằng 3. Như vậy có tất cả hai đường tìm cận là x bằng 3 và y bằng 1. Như vậy có hai đường đáp án là câu C. Dễ dàng không? Chụp máy tính thôi. Rồi tiếp theo tôi sẽ đến nội dung của câu 27.2. Tương tự chúng ta sẽ x bình cộng 2x trừ 3. X bình cộng 2x trừ 3. X bình cộng 2x trừ 3. X bình trừ 4x cộng 3. Cái này giống câu trên rồi. Tổng số đường tìm cận là 2. Đáp án là câu A. Bị trùng rồi. Tiếp theo ta sẽ đến câu 27.3. Đồ thị này có bao nhiêu đường tìm cận? Làm điều kiện trước nhé. Điều kiện là x mũ 3 trừ 4x bình cộng 4x khác không tương đương x khác. Rồi bấm nghiệm ra. Mốt 54. 1 bằng trừ 4 bằng 4 bằng 0 bằng 2 0. Nó có hai nghiệm là 2 với 0 nhé. Được không? Như vậy thầy cần tính 4 cái lim. Lim y khi tiến tới cộng vô cùng nè. Lim y khi tiến tới trừ vô cùng nè. Lim y khi tiến tới 2 cộng nè. Và lim y khi tiến tới 0 cộng nhé. Được không? Nhập hàm vô và côn. Nhập xong. Bây giờ côn nhé. 10 mũ 6 là dương, đại diện cho dương vô cùng á. Ra kết quả là 1 chấm nhân 10 mũ trừ 6. Bấm cái nút độ phút giây nhé. Là ra 0. Bây giờ âm vô cùng đúng không? Côn trừ 10 mũ 6. Bấm độ phút giây giúp thầy. Cũng ra là 0. Rồi côn 2 cộng với 0 cộng nữa nhé. Côn 2 cộng 0.00001. Rồi không ra. Lý do vì sao? Côn 2.0000 ít số 0 thôi. Rồi ra kết quả là bao nhiêu đó, số khá lớn là dương vô cùng ha. Cool. 0.0001. Đây kết quả cùng số khá lớn là dương vô cùng.
Như vậy chúng ta có gì đây? Kiểm tra vô cùng số, vô cùng số, số vô cùng, số vô cùng. Như vậy nhận hết nhé. Y bằng 0, x bằng 2, x bằng 0. Có tất cả là 3 đường. Thấy được không? Y bằng 0, x bằng 2, x bằng 0. Có tất cả là 3 đường. Đáp án là câu C. Ổn chưa? Rồi tiếp theo ta sẽ đến nội dung của câu 27.4 nha, có căn và có hàm. Chúng ta làm điều kiện trước nhé. Điều kiện là 6 trừ x bình lớn bằng 0, căn A xác định khi A lớn hơn hoặc bằng 0, với lại là x bình cộng 6 x, xin lỗi, x bình cộng 3x, 7 thôi, trừ 4 khác, khác 0. 1 phần A xác định khi A khác 0, mẫu tương đương. Cái này bấm máy hết nha, này mốt xuống nhé. Bấm bất á, mốt xuống 1, lớn hơn hoặc bằng. Lớn hơn hoặc bằng thì lựa cái tương ứng là, lựa cái tương ứng là số 3 ha. A là trừ 1 nhé, B là 0, C là 6. Rồi lớn hơn bằng trừ căn 6, bé hơn bằng căn 6. Được không? Rồi thằng này là x khác máy. Này dễ rồi, mốt 53. 1 bằng 3 bằng trừ 4 bằng khác 1 với khác trừ 4. Được không? 1 với trừ 4 nhé. Bây giờ làm tập xác định. Tập xác định để làm gì? Giờ thầy sẽ nói nhé. Tập xác định này sẽ là trừ, trừ căn 6 đến căn, căn 6. Bỏ đi số, số 1. Được không? Bỏ đi số 1 ha. Trừ căn 6 đến căn 6, bỏ đi số 1. Rồi số trừ 4 này không nhận nhé. Trừ 4 này không nhận. Trừ 4 nằm ngoài rồi. Gồm trừ 4 nằm ngoài cái thằng này rồi. Bây giờ tính liêm. Bình thường là sẽ tiến tới cộng vô cùng đúng không? Nhưng mà trong tình huống này không còn. Là tại tại vì nó chỉ giới hạn từ gì thôi? Trừ căn 6 đến đến căn 6 thôi, được không? Được không? Khi nào không tính được giá trị chính xác thì mới tính liêm. Hiểu không? Rồi thầy hỏi này, f của căn 6 tính được không? Tính được nhá. F căn 6 ngoặc vuông vẫn tính được. F trừ căn 6 vẫn tính được, hiểu không? Chỉ có một chỗ không tính được là f của 1 thôi. Cho nên thầy chỉ cần tính một cái lim thôi. Là lim y khi x tiến tới 1 cộng là được. Được không? Thầy chỉ cần tính một cái lim duy nhất thôi. Tại vì cộng vô cùng là không xác định nè. Cộng vô cùng đâu có vô, trừ vô cùng cũng sẽ không, không xác định nha. Thầy chỉ cần tính lim y khi x tiến tới 1 cộng là được. Nhập cái hàm vô. Căn 6 trừ x bình chia cho alpha x bình cộng 3 alpha x trừ 4 cun 1 cộng nha. 1 cộng cho 0.001. Thì ra kết quả số khá lớn là dương vô, dương vô cùng. Đấy. Như vậy hàm này chỉ có một đường tìm cận là x bằng 1. Và đáp án là câu câu B. Không tin chúng ta có thể côn thử một số giá trị, ví dụ như là côn dương vô cùng đúng không, 16 là không xác định ngay đấy, hiểu không, hiểu không? Hoặc là chúng ta côn côn căn 6 là nó ra số ngay, tại vì căn 6 là xác định mà, căn 6 là tính được mà, căn 6 này phải nó ra không, đúng không? Chỗ nào không tính được giá trị thì mới tính liêm nha. Rồi tiếp theo ta đến câu 27.5. Cho hàm số biết đường tìm cận ngang là y bằng 2 và tìm cận đứng là x bằng 1, giá trị của a cộng b bằng. Rồi cái hàm này chúng ta cần phải biết thêm nhé, hàm bậc nhất chia bậc nhất, tìm cận đứng. Hàm bậc nhất chia bậc nhất, tìm cận đứng chính là mẫu bằng, mẫu bằng 0 nghe. Tìm cận đứng là mẫu bằng 0.
ổn không? Có nghĩa là Px trừ 1 sẽ bằng 0. Chỉ áp dụng cho hàm bậc nhất, chia bậc nhất thôi nhé. Mà ở đây x bằng mấy? X bằng 1. Suy ra b nhân 1 là b rồi nè, trừ 1 bằng 0, tương đương b bằng b 1, hiểu không? Còn tìm cận ngang, y sẽ bằng, lấy hệ số trước x chia cho hệ số trước x nhé, ax chia cho px là a phần b, được không? A chia b a phần b, mà đề cho tìm cận ngang là bằng mấy? Bằng 2 đúng không? Bằng 2. 2 bằng a chưa có nè, y thì b thì bằng 1 ha. Tương đương a bằng 1. À, xin lỗi, a bằng 2. Hiểu không? Y bằng 2. A là bằng chưa có, b là bằng 1. 2 chia 1 là 2, 2 bằng 2. Ổn không? Như vậy giá trị của a cộng b là bằng 2 cộng 1 sẽ là 3. Được chưa? Rồi để củng cố hơn nữa, chúng ta sẽ đến câu 27.6. X bằng 0 lần lượt là tìm cận đứng nha. Thầy nói rồi, tìm cận đứng, muốn tìm cận đứng là chúng ta có gì cho gì? Cho mẫu bằng 0. Được không? Mẫu bằng 0 là tương đương với x bình cộng x trừ b bằng 0. Rồi mà x bằng mấy? X bằng 1. Suy ra 1 bình cộng 1 là 2. 2 trừ b bằng 0. Suy ra 2 trừ b bằng 0 là b bằng 2 nhé. Ổn không? B bằng 2, 2 trừ 2 bằng 0. Còn tìm cận ngang là lấy hệ số trước to nhất chia cho to nhất thôi. Tìm cận ngang thì y sẽ bằng trước x bình nhé, a trừ 2b, đúng không? Đây là 1 này, a trừ 2b chia 1 là a trừ 2b. Đề cho là y bằng 0 này, a là bằng chưa có, b là bằng 2, a trừ cho 4 bằng 0, tương đương a bằng 4. Ổn không? A bằng 4. Như vậy là giá trị của a cộng b là ra là 6. Được không? Khỏi kiểm tra lại nhé, tại vì nó chỉ ra có một a một b mà. Rồi tiếp theo tôi đến hai câu cuối cùng của ngày hôm nay là 27.7 và 27.8. Đồ thị Fx có bao nhiêu đường tìm cận? Lúc nãy thầy định nghĩ cho các bạn rồi, tìm cận đứng, tìm cận ngang là phải có một đầu là vô cùng và một đầu là số ha. Quan sát nè, xy thôi nhé, xy thôi, vô cùng số, vô cùng. Như vậy có mấy đường tìm cận? Vô cùng là loại nè, số số loại nè, vô cùng số là nhận, có một đường là y bằng 2. Câu A. Đấy, khá dễ dàng đúng không? Rồi câu tiếp theo là câu 27.8. Đồ thị này có bao nhiêu tìm cận đứng? Tìm cận đứng thì chúng ta sẽ cho cái gì bằng 0? Cho mẫu bằng 0 nhé. Mẫu bằng 0 tương đương f bình x trừ 1 bằng 0, tương đương f bình x sẽ bằng 1. F bình bằng 1 tương đương fx sẽ bằng 1, hoặc fx bằng trừ 1. Được không? Fx bằng 1 hoặc fx bằng trừ 1. Bây giờ vấn đề là có máy nghiệm thôi. Thằng này là 3 phần 2 đến dương vô cùng. 3 phần 2 đến dương vô cùng. Rồi là âm vô cùng đến 3 phần 2. Đây, 3 phần 2 đến dương vô cùng. Rồi lại âm vô cùng đến 3 phần 2. Ổn không? Fx bằng 1. 1 thì nó sẽ dưới này nhỏ hơn. Cái này 1 nghiệm. Cắt ngang qua nhé. Đây cắt ngang qua. Này chính là y bằng y 1 được không? Ổn không? Rồi y bằng trừ 1 ở dưới này.
y bằng trừ 1, và 1 nghiệm 2 nghiệm, có tất cả là 2 nghiệm. 1 nghiệm với 1 nghiệm là 2 nghiệm nè. Như vậy sẽ có hai đường tìm còn đúng. Được không? Đáp án là câu B. Ổn không? Như vậy bài giảng liên quan đến đường tìm còn đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở câu số 28. Xin chào tất cả các bạn.